Thông tin MC Mai Ngọc ly hôn chồng sau 17 năm đồng hành đang khiến dân tình bất ngờ xen lẫn tiếc nuối. Cả hai đã yêu nhau từ khi 19 đôi mươi cho đến khi đều có sự nghiệp thành công. Đám cưới cặp đôi diễn ra vào năm 2016. Đôi vợ chồng từng nhận nhiều lời chúc phúc của khán giả vì chuyện tình đẹp, lãng mạn như ngôn tình. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Mai Ngọc vào sáng 1 tháng 4, cô tiết lộ vợ chồng đã ly hôn từ năm 2023 nhưng đến nay, cô mới công khai chuyện này. Đáng chú ý, nữ MC Thời Tiết đã cho biết hôn nhân giữa cô và chồng cũ là 3-0. Cụ thể, Mai Ngọc viết, sau 17 năm từ quen nhau, yêu nhau rồi đám cưới và chung sống với nhau, Ngọc và anh Nam đã chấm dứt thật nhẹ nhàng với 3-0, không có tài sản chung, không có con chung và cũng không có bất kỳ thứ gì chung để chia. 17 năm thanh xuân, với Ngọc những kỷ niệm đẹp chính là tài sản lớn nhất. Những điều chưa đẹp sẽ là bài học dạy mình cách để trưởng thành hơn. Với thông tin này, nhiều netizen đã vô cùng bất ngờ bởi đôi vợ chồng không hề bị ràng buộc bởi tài sản chung hoặc con cái sau 17 năm bên nhau. Theo nữ MC cho biết, hai vợ chồng không có tài sản chung nên lúc ly hôn có thể không phải mất nhiều thời gian để chia tài sản.